Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game của Roblox. Lâu lắm rồi mình mới quay lại thế giới Roblox này và hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình. Ok thì đây là tựa game Superman Simulation. Chúng ta sẽ giả lập làm Superman nhé. Link để chơi tựa game này mình sẽ để ở phía dưới. Và anh em nào có thể kết bạn với mình qua chữ thông qua tên mình là Thành Easy IB nha anh em. Ấn E để mặc xui này anh em ơi. Oh my god, Superman. Chắc có thể hóa thành Superman hoặc là Supergirl. Oh, vãi nồi, mình có thể bắn laser này. Bắn laser đi. Bắn laser này mình có thể hóa thành Supergirl đấy anh em ạ. Bay bay được không? Mình bình thường mình cũng bắn ra laser mà. Mình đánh ra laser mà anh em. Vãi. Mình có thể nhấc bổng cái này lên không ta? Nhưng mà mình làm sao mình bay lên được nhỉ? Oh my god, bay lên nào? Bay kiểu gì đây anh em? Mình phải đi tiêu diệt tất cả những Superman khác à? Ủa kìa, có mấy Superman kìa anh em. Có chạy nhanh được không? Không có chạy nhanh luôn. Đấy, đây là shop này. Super Saiyan, Super Lightning. Ok. Cái phải mua bằng Robux à? Cuộc đời thì có tiền đâu mà mua bằng Robux anh em. Thôi, ấn shop tắt đi. Chạy bộ, Superman chạy bộ anh em ạ. Mình có áo choàng của Superman nhưng mà cái gì đây? Cái này mất máu không nhỉ? Cái này mất máu ta. Tôi không biết là cái này có mất máu hay không nữa. Bựa vãi lều anh em. Cái này cái gì nhỉ? Bắn được không? Không bắn được. Mình công viên. Có con nào đấy anh em ạ? Supergirl hay ai ạ, tấn công tầm xa, nhộn, ui, what the hell man, bắn nhau, thích bắn nhau à, hả? Mày nhờn, biến, bắn nhau đây, chúng ta tiêu diệt được một con rồi anh em ơi, chúng ta power lên 4 rồi, chúng ta luyện tập ở đây để có thể lên được power anh em ạ, nhờn. Ui dồi, mình giết được rất nhiều Superman và giết cả người dân luôn kìa. Ây, chà. Đánh nhau ai cưng. Superman của mình được bá đạo quá anh em ạ. Bên đây có một con kìa. Mình là power lên 5 rồi anh em ơi. Có một con là power đang level 21. Chuyến đây anh em ơi. Đam mình cũng khỏe hơn rất là nhiều rồi nha anh em. Này, anh em thấy không? Chúng ta luyện level ạ. Cái này chỉ có luyện level ở đây thôi. Chứ không có luyện level bất kỳ chỗ nào khác nha. Bá đạo. Ôi chưa. Cái tiếng của game Roblox của chắc là rất là to anh em ạ. Sorry anh em. Tôi sẽ cho nhỏ hết mức có thể vào nhá. Không biết là có tiếng không nữa. Mình sợ game này không có tiếng ấy chứ. Hình như game này không có tiếng anh em ạ. Ok. Đang tấn công vào mấy cái. Vãi trưởng. Nó có một cái cuồng bảo vệ anh em ạ. Power 7 rồi. Chết. Nó có thể bay được anh em ạ. Siêu sức mạnh. Yes. Dụng rồi anh em ạ. Đánh nhau. Con nó có siêu sức mạnh, nó bay đi kinh đấy. What the fuck? Wow. Đánh nhau rất là hay luôn anh em ạ, game hay vãi. Có cả Supergirl nữa cơ. Nếu các người thành tâm muốn biết, ta sẵn sàng trả lời. Chiến đấu. Roblox này nhiều game hay phết anh em ạ. Nếu các người thành tâm muốn biết, ta sẵn sàng trả lời, game hay. Ok, chúng ta lên sức mạnh level 8 rồi.
Đi giết người mới sướng anh em ạ. Đây này, tao đây này, tao đây này, tao đây này. Mình đang kiểm soát khá tốt anh em ơi. Úi giời, úi giời, úi giời. Chạy đâu, thằng này không bay được, thằng này nó không bay được anh em ạ. Thằng này nó không bay được. Dí vào đít. Một cười vậy. Thôi, no. Chạy. Né luôn. Chạy. Cần tất cả các siêu anh hùng thế giới luôn. Tất cả Superman luôn. Superman. Mày ở đâu? Chuyển đấy, tao chuyển hết. Nào. Đã vào đây các bạn ơi, vào đây các bạn trẻ ơi. Anh chuyển hết nhá. Cái gì ấy? Bắn tia laser mắt là chưa bình thường, ai cũng có nhá. Chạy rồi, nó có chiêu bay, mình méo có béo bay anh em ạ. Mình vẫn giết được khá nhiều. Bay. Super strong. Ok. Chạy rồi. Tốc độ siêu nhanh. Vãi lều mày. Khả năng di chuyển của mình bắn đỉnh vãi. Mình không có cái gì, mình chỉ có bắn mỗi laser ở mắt thôi anh em ạ. Mình level 8 rồi. Chúng ta đang ở trong top mấy đây? Cái này có à. Chạy rồi bạn ơi, chạy rồi. Game hay phết, mình tưởng bây giờ mình chưa chết anh em ạ. Tốc độ nhanh đấy. Trốn rồi. Level 9 rồi anh em ơi. Đau á. Cái lồng gì đấy? Sợ quá. Chiến. Nó bị quay rất nhiều anh em ạ. Nó bị quay rất là nhiều sát thương luôn. Thích chỉ đánh thôi. Cuộc sống này không đơn giản đâu nhá, mấy cưng. Cuộc sống này không đơn giản đâu. Để mà cân được anh thì không dễ đâu nhá. Dù anh là siêu nhân không biết bay nhưng mà anh vẫn chiến đấu được. Vẫn đấm được các chú hết mình. Đâu à? Trên kia có thằng thế nào ấy? Trên nóc nhà có thằng thế sao anh em ạ? Này, muốn mua các cái thứ này thì chúng ta phải có sức mạnh nhá. Super Lightning, Super Strength 750 mua ở đâu nhỉ? Bằng Robux à? Anh em nào ủng hộ tôi tí Robux thì tôi mua mấy cái Strength ha. Con nào bắn mình nhỉ? Con nào bắn mình nhỉ? Bắn luôn, mình đang đứng ở vị trí cũng khá là cao. Có thằng level 21 thì được bá đạo thì mình núp anh em ạ, anh hùng núp. Ok, game khá là hay. Không phải kể quốc gì quá nhiều, mình hơi không thích cái game mấy game kể quốc lắm. Có mấy game kể quốc nhưng mình không chơi nhiều lắm anh em ạ. Ui bạn ơi, các bạn chạy đâu? Nhảy chúng tôi á. Thấy thích nhỉ? Nghe tốt thế. Ai ạ. Bắn á. Siêu hùng đó. Đưa vào đây.
Tôi chạy nhanh quá, tôi chạy theo kiểu siêu thanh ấy, bay kiểu siêu thanh anh em ạ. Siêu sức mạnh rồi, siêu sức bền. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nhá, bye bye.